chà, rửa nay vụ này trúng dữ, lửa sung, người sung, chị hai khoái dữ. Mày toàn nghĩ bậy bạ, mà vợ chồng tao vui thiệt, nhờ thằng ba hết. Khâm khát AZ giúp cây khỏe nên cứng cáp, giờ vào gần lá thấy cụm nên phải pha khâm khát AZ với thuốc đạo ôn hay thuốc dày, thuốc cỏ. Đó, bị đạo ôn mà cộng với phân bón lá là thúi thêm. Vụ trước 2 hecta lúa là chỉ đủ mình tao ăn thôi. Mà bao bì mới của khâm khát AZ cũng cứng, giờ gờ vào thấy cụm. Khâm khát AZ, chất lượng mới, bao bì mới, khác biệt hoàn toàn với hàng nhái. Cùng các đại biểu Quốc hội đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội bày tỏ lòng thành kính trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao vĩ đại của người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng nay kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tới dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,